Xin chào các bạn, hôm nay sẽ ra vườn tiếp tục hái rau quả trái cây nha các bạn. Không cần biết rau quả gì, cứ thấy hái được là hái hết nha. Rồi thì mình sẽ hái chung thôi để mấy con sâu nó ăn hết các bạn. Mấy ngày này trời hơi mưa bay bay ấy, mấy con sen nó lên nó bò, cà chua nó cũng ăn, rồi lá đậu, lá gì, lá cà chua, lá cải gì nó cũng ăn hết trơn. Cho nên bữa nay mình ra mình rình rau quả trước nó mình hái, chứ không thôi để là mất hết trơn. Vậy ha. Bây giờ mình sẽ đi hái tất cả những gì mà mình cảm thấy thích thì mình hái nha. Cũng có mớ xà lách nè, bây giờ mình hái nha. Đó, hái vô nhà, ăn cái thịt kho. Đem cái rổ vuông này là tha hồ mà hái. Ngon các bạn ha. Cái này là hẹ nè các bạn. Ngắt miếng hẹ luôn ha. Vô ăn thử có ngon không. Hành nữa nè. Hành lá. Lá mình mua về mình ăn á. Xong mình lấy cái cọng mình cắm ra đây nè. Lúc nào mình cũng có hành tươi ăn. Đó, thích ăn là ra ngất như vậy đó. Ngất ngang như vậy cũng được. Ok. Đó, mớ hành ha. Ngon các bạn. Chiều nay đủ nấu nồi canh hành rồi đó. Nêm chứ, nêm nồi canh này. Hành đó các bạn, sống tiết luôn. Tiết rơi nó vẫn còn sống. Có một số nó chịu không nổi thì nó chết. Nhưng mà rồi mình nhổ nguyên cả gốc lên rồi nè. Trồng xuống lại thôi. Đó, hành rất là dễ sống. Lỡ nhổ lên là phải trồng xuống lại liền. Nè cái bông này. Hành bơ rô nè. Hành bơ rô có cái bông nè các bạn. Cái bữa chỗ này hành bơ rô nó ra hạt giống nè. Đó, nó sẽ ra hạt giống. Rồi mấy cái bắp cải lúc trước mình trồng cái cùi nè. Đó, bây giờ nó ra lá bự chưa. Các bạn thấy không? Cái bữa ra bông nha. Chỗ kia có cái bắp cải mình trồng trước đó, ra bông bự rồi. Đó, hái được một mớ xà lách rồi nè. Tiếp tục hái thôi các bạn. Đó, trời mưa bye bye, lạnh lạnh chút xíu. Mà vậy là mát rồi đó các bạn. Mùa đông mới thấy thấm thía nha. Lạnh ngắt luôn. Lạnh mà cống cả tay chân luôn. Đó, ngon ha. Để vô ăn hết đi. Nè, hẹ nè các bạn. Hẹ trồng chung với xà lách luôn. Nhìn tưởng cỏ. Mới nhìn tưởng cỏ không á. Định nhổ mấy lần nữa. Hẹ đó. Thơm. Đó các bạn ơi, nhớ trồng xà lách ăn nha. Vui lắm đó. Chỉ cần gieo xuống thôi. Rồi mình lúc nó nảy mầm xong nó lên mấy cây con đó, thì mình thấy nắng quá thì mình lấy cái giấy bìa, thùng giấy đó, mình đậy lên trên để cho nó nắng quá thì mình đậy thôi, còn buổi chiều mình dỡ ra. Đó, thì xà lách sẽ lên cây mạnh rồi thì không sợ nắng nữa đâu. Phát triển tốt thì mình cứ ra mình ăn bao nhiêu thì mình bẻ bấy nhiêu, mình để cái gốc lại nha các bạn. Xong rồi nó nứt lại cứ ăn, ăn khi nào mà nó già thôi à. Đó, ở đây nữa nè. Ngon ha. Đó, chưa gì có được một mớ hành lá, một ít xà lách. Rồi, đây một loại xà lách màu tím nè. Mình gieo thử đó, ăn luôn đi. Mùa này mà, thấy cái gì là hái liền thôi. Ngon chưa? Được một rổ rồi đó. Rồi đi qua chỗ khác hái thứ khác nha.
này giống rau xà lách mà hôm mình cấy xuống đây mà cái lá nó dày nè các bạn. Đó, cứ ăn. Ăn cho cao, thiệt cao rồi nó sẽ ra bông. Ra bông thì mình sẽ lấy giống thôi. Đó. Phát triển như vậy đó. Ăn xà lách người ta hồi xưa mình thấy ở Việt Nam á, cái cô hàng xóm nhà mình nó trồng ăn có một lần thôi, lên là nhổ cả rễ cả lá cả gốc này lên rồi ăn xong rồi mất luôn. Thì bây giờ mình đâu có làm như vậy đâu. Đó, mình cứ để vậy rồi nó nứt lên. Nứt lên mình ăn được bao nhiêu lần nữa. Khi nào mà cái cây này nó cao thiệt cao, xong nó cao cái lá nó đắng cái mình hết ăn các bạn. Còn nó vẫn còn như vậy. Còn non, còn ngọt, còn thơm thì mình cứ ăn. Đó, lợi ha. Cái lạc hồi như vậy rồi có bông hái, sướng chưa? Có hạt giống để sang năm gieo. Đó. Ngon chưa? Một rổ luôn nè. Các bạn thấy chưa? Có hành nữa chứ, dễ thương thiệt á. Đó. Đủ chưa? Hay ăn thêm nữa đi. Hái hết đi. Mấy cái này là ở dưới giàn nho đó. Đó đó đó. Đó, cái giàn nho này á, tây thì nó đẹp nhưng mà nó che mấy cái cây xà lách này. Nó ít ánh sáng thì lại ít phát triển. Phát triển yếu đi. Nên mình trồng xà lách là phải đủ nắng. Không đủ nắng là coi như nó yếu, ăn nó không có ngon. Đó, ngon chưa? Dính cọng cỏ nè. Hấp dẫn chưa? Dạo một cái là có một rổ thôi à. Rồi, đi qua chỗ khác, hái thứ khác nha. Mới hái có một chỗ đầy rổ rồi. Cái rổ này cũng nhiều lắm ạ. Đó. Rồi, đi hái chỗ khác đây. Các bạn thấy đây là một cái cây bắp cải mà lúc trước mình trồng bằng cái cùi của cái bắp cải đó các bạn. Đó. Lúc đó mình trồng rồi mình hứa mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Thì bây giờ mình đã quay lại rồi nè. Đó, mình đã bứng qua một chỗ khác mình trồng. Nè, thì mùa xuân tới đây thì mình sẽ thấy rất là nhiều hoa nha. Đó, bắp cải này thì nó sống luôn cả tuyết luôn. Tuyết rơi nó vẫn sống như vậy, nó không có bị hư. Đó, nhìn tốt ha. Chỉ lấy cái cùi trồng thôi. Nè, không biết cái thân cùi vẫn còn dưới này không. Đó, các bạn thấy không? Trồng xuống đây rồi. Dễ thương ha. Cái lá này con thỏ nó thích ăn lắm á. Dùng cùi trồng xuống thì chỉ ra hoa và ra hạt giống thôi nha các bạn, chứ không có ra được trái bắp cải đâu. Ra được cái bắp cải đâu. Thì mình cứ trồng vậy thôi. Nhìn trái bầu muốn hái thiệt đó nha. Ha. Hái không các bạn? Hay là để dài nữa? Nhìn muốn ăn thiệt đó. Ngon quá à. Nè. Thương quá. Ngày hôm qua các bạn nói ở chỗ này có bụi dâu nè, nó có một trái nè, mình quay trong phim mình mới thấy đó. Đó, thì mình ra mình hái trái dâu này. Dâu này là của thùng dâu Triệu View á. Nó bò ra đất rồi nó nở hoa, nó ra trái chùm chùm ở đây nè. Đó, vui ha. Đó, mọc ra đất cũng lên nữa nè. Còn đây là giống bí tròn Hàn Quốc nè, rồi giống bí đỏ nè. Không biết có kịp ra trái không, năm này mình trồng quá trễ luôn đó. Đấy, bí ngồi mình trồng nè. Đó, trồng lát đát, chỗ nào cũng có bí ngồi. Rồi những cây bắp cải mình trồng cho mùa đông ra nè. Nè, bắp cải tím nè. Mình trồng để mùa đông nó ra bắp cải, thử xem mùa đông nó có sống được không nha. Đó, cái gì mình cũng thử để cho biết được cái rau quả mình nó hợp cái mùa nào. Đây, bắp cải đó. Đang phát triển, mình mới trồng đây thôi à. Còn kia là hoa, rau tầng ô. Đó, ít bữa nữa sẽ ra nhiều hạt giống. Bắp của mình ra cờ nè, dễ thương ha. Đây là một cái loại dưa gì đây các bạn. Mình trồng mà mình không biết dưa gì, hơi giống dưa gan ha. Mà như vậy chắc mình thu trái được rồi á. Cái cây nó già, nó héo rồi hay sao đây nè. Đó, ra được cái chừng này trái là đã xỉu rồi. Đó. Vậy chắc chín rồi ha. Hái thôi.
Dưa gì đây không biết nữa, vô ăn sao không biết. Mới trồng thử năm này thôi. Cái cành nó khô rồi, để mình hái trái thử nó có ra trái khác không. Dưa gì ngộ quá các bạn. Các bạn biết dưa này dưa gì không, nói cho mình biết đi hen. Dưa gì thế, hơi giống dưa gan hết sức luôn á. Trái này nữa nè, vô thử ăn nó làm sao nha. Ăn đi. Rồi hai trái này nó hơi nhỏ thôi, để lại đi. Đó, được 4 trái dưa. Không biết dưa gì luôn. Mình có cắm rau mồng tơi nè các bạn. Đó, nó lên nè. Còn đây mấy cây ớt hiểm của mình nè, mình trồng nè. Năm này trồng quá trễ luôn á. Trồng thiệt là trễ, làm sao mà kịp ra trái đó. Một cây ớt, hai cây ớt, rồi ba cây. Đó, ở đây mình trồng mấy cây luôn á. Nhìn cũng tốt ha, không biết khi nào ra trái nè. Đây, cái bụi dưa leo của mình dễ thương đây. Để xem hôm nay trái này được chưa thì hái luôn. Wow, trái này vừa đủ ăn rồi đó. Như vậy chắc là giòn lắm ha. Có gai nè. Đó, gai đã rụng rồi là coi như trái mình hái ăn được ha. Vặn xuống thôi. Ngon ha. Giòn lắm á, vô chấm muối ăn chắc giòn rụm luôn á. Đây, hôm nay nhìn trái dâu này. Trái dâu nằm giữa. Còn có trái nào nữa không? Mấy trái này thì nó mới ra thôi các bạn. Nó chưa có rụng gai nè, còn gai nè. Đó, thì còn non lắm, ăn uổng thôi. Ở đây nữa nè, đây có mớ trái ra nè. Năm này cái mọi thứ đều trồng trễ hết trơn. Nhưng mà thôi đi, sang năm mình sẽ trồng sớm hơn. Tại vì năm này cái vườn của mình phải làm đó. Đó, các bạn ơi, trong cái khu vực này thì mình ít vô thăm. Thì mình trồng được mấy cây ớt nè. Đây một cây ớt ha. Đây cây nữa. Cây này ra cái trái ngộ hết sức luôn á. Rồi đây nữa nè. Đó, trái ớt chuông nhưng mà còn nhỏ nè các bạn. Nhìn cũng dễ thương ha. Đây ra cho cái ớt nhỏ tí tì. Đó, mới ra bông rồi giờ đậu trái nè, dễ thương ha. Đó, nhìn cái ớt này, cái gốc nó nè. Gốc cũng mập chứ bộ, mới trồng đó. Dễ thương quá. Ở đây nè, ở đây đó, một loại ớt dài hơn chút xíu, nó màu cam, nhìn dễ thương chưa. Mới ra có trái đã tới mùa đông rồi, hư quá. Đó, được mình ở xứ nóng hả, mình tha hồ mà trồng. Đây là chỗ mình trồng rau má nè các bạn. Rau má này là giống rau má Việt Nam nha. Giống này mình hay ở Việt Nam mình xay mình uống đó. Đó, trong này cũng có bồ công anh mọc nữa nè, nhổ đi. Bồ công anh ở Mỹ rất là nhiều, nó bay hoa rồi nó mọc tùm lum hết. Mình thấy là mình nhổ cho con thỏ ăn. Vô trong này sợ rắn quá chừng. Đó, được mớ cho chút xíu làm quà cho thỏ. Còn đây là cây cải lãng, cái gì đây nè. Nó lên nhiều quá, cứ hái bớt, đâu có ăn hết rồi, cho thỏ. Tí đem ra cho thỏ mừng lắm. Còn đây là hành tây nè các bạn. Đó, mình trồng hành tây nè, nó ra củ nè, nó ra trái nè. Ra củ nè. Dễ thương chưa? Là một mớ hành nè, có thứ hành ra đây. Ra đây hái ăn nè. Hành này cũng ăn ngon lắm á. Đó, lá hành tây ăn cũng ngon lắm đó các bạn. Còn đây là giống hành tây bự nè. Mình trồng nguyên cái cây hành của nó đã chưa. Nhìn y như bàn tay phù thủy ha. Có mấy cái ngón nhọn thiệt nhọn nè. Đó, mình quay hết cây hành cho các bạn xem nè. Quay cây hành nè, thấy chưa. Đẹp không? Đó, nhọn khoát luôn. Hành cứng ngắt cứng ngơ luôn ha. Bên này nè, hai bên nào cũng đẹp hết. Cái la cái cọng hành nó cứng đó, ăn nó giòn rụm luôn. Rồi ở đây rau má thì mình cắt đi ha. Ngon chưa các bạn, xay nước rau má uống tuyệt vời nha. Đó, các
các bạn ơi, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách trồng rau má nha. Các bạn ra chợ các bạn thấy những rau má mà người ta bán hơi già già đó, giống dây nè. Đó, cái dây nó dài như thế này thì ở ngay chỗ cái mắt này á, thì nó sẽ ra rễ. Ở đây nữa, nó sẽ ra rễ luôn. Thì mình mua về, mình cắm xuống đất như thế này, cắm ngang xuống vậy. Đó, trồng lên đây, núp cái này xuống đất, chừa cái ngọn này lên. Cái này cũng vậy, trồng. Rồi khoảng mấy tháng sau nó sẽ ra một vạt giống như mình ha. Tha hồ mà cắt vô nấu canh, ăn rau sống, rồi xay nước rau má uống, làm đủ thứ về món ăn rau má. Đó, rất là ngon. Cắt rau má cho hết luôn các bạn. Nó nứt lên một đợt nữa là tới mùa đông đó. Mùa đông thì rau má nó cũng tàn hết, nó chỉ còn cái gốc thôi à. Rồi mùa hè nó lại lên tiếp tục. Ngon ha. Rau má mình xay nước á, là càng già càng ngon nha các bạn. Nó cái vị của nó béo mà nó đắng, béo béo đắng đắng thơm. Wow, ngon chưa? Ngon hơn các bạn. Cái này tha hồ tha xay nước uống nha. Nè, một giỏ rồi nè các bạn. Có cắt nữa không? Cắt cho hết đi chứ. Một rổ đầy dễ thương ha. Mình thì không có kịp để hột đâu các bạn. Đó, mình chỉ để gót lại sang năm nó bò lên rồi nó lên tiếp thôi chứ mình không có để hột. Đây cũng có hột nè. Đây có ít hột rau má nè. Đầy rồi đó các bạn ơi. Xin chào thỏ. Xin chào mấy chú thỏ nè. Nè, thỏ mẹ. Đó, thỏ mẹ, thỏ đen, thỏ bông chen chúc nhau. Bữa này chuột lang cũng vô trong này ở chung với thỏ nè. Vô trong kia ăn chuột lang. Đi vô trong kia. Đó, chuột lang cũng mê chơi với thỏ lắm các bạn. Cho ở chung hết. Ở cả mấy tuần nay rồi. Cũng ok. Thỏ đen xích vô, xích cái đít vô. Rồi thỏ trắng vô đây. Vô sát luôn này. Đó, ăn đi. Chuột lang đó rồi. Chuột lang thích chơi với thỏ lắm các bạn. Sống chung luôn, hòa thuận lắm. Ăn uống nhường nhau nha. Thỏ nó nhường cho chuột lang ăn đó các bạn. Nhưng mà đối với thỏ thì nó dành. Còn thấy chuột lang nhỏ nó nhường. Đó, dễ thương chưa. Đó, ăn rau keo nè. Không, dạy hết sức nè. Cùng giống thỏ với nhau thì danh lộn. Còn nhường cho chuột lang nè. Thấy chuột lang dễ thương quá mà. Đó, chuột lang bu theo thỏ y như là thỏ con vậy. Thỏ nó cưng chuột lang lắm các bạn. Cho nên sống chung được hòa thuận lắm. Nhìn bé nhỏ như vậy chứ dữ lắm á. La thỏ là thỏ phải nghe lời liền. Dễ thương nè. Dễ thương, dễ thương nè. Cho vuốt tí nè. Dễ thương quá à. Cho vuốt tí nè. Chuột lang, chuột lang, chuột lang đâu? Cho vuốt tí. Không cho vuốt hả? Chuột lang đen nè, dễ thương nè. Cho vuốt tí nè. Ra đây cho ăn nè. Ra đây, ra đây. Mấy thỏ nè. Thỏ, thỏ bông nè. Mập ú, mập ù mà dành ăn. Dành ăn hư, hư, hư nè. Hư lắm nha. Thỏ trắng, thỏ mẹ không cho vuốt gì hết trơn. Thỏ mẹ cho vuốt tí nha. Cho rờ tí mà. Dễ thương quá. Nè cho thỏ mẹ nè. Ăn rau dền đó các bạn. Thương dễ sợ không đó. Nuôi con gì thấy cũng thương hết trơn. Coi kìa. Mấy chuột lang núp vô thỏ như mẹ với con vậy.
vậy sao không thích nuôi chung ha. Thỏ, thỏ bông xích qua tí, qua bên kia đó, đứng 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 sát vô bên kia. Sát, đúng rồi, vậy đó quay mới thấy hết. Ăn thấy ngon ha. Chú Lan là con cưng ở trong chuồng này đó. Các bạn ơi, rau quả trong vườn đã mới vừa hái xong, rất là tươi ngon. Đó, một cái giỏ rau má rất là dễ thương, chút nữa vô xay được mấy ly uống nè. Rồi dưa vàng, dưa vàng, rồi dâu, dưa leo. Rồi chỗ kia là xà lách nè. Đó, xà lách, hành nè, ngon chưa? Vô tha hồ mà ăn nha. Đó, mình quay cho các bạn xem rồi đó. Rồi, hái xong rồi đó các bạn. Tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cố gắng trồng rau trong vườn, hái cho vui giống như mình nha. Rất là vui đó các bạn, tuyệt vời lắm á. Buồn buồn ra hái rau là hết buồn liền à. Đó, đem ba rổ rau vô nhà rồi đó. Để chung với cái dĩa cà chua này ngày hôm qua hái nè. Còn cái này khoai tây của mấy ngày hôm trước hái đó. Vẫn còn để trên bàn. Chân các bạn, khi nào ăn thì ăn từ từ. Đó, nhìn ngon ha. Quá hấp dẫn luôn á, thích nhất là rau má hôm nay nè. Chút nữa xay nước uống nha. Rồi, tạm biệt các bạn thiệt đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác. Mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.